Thưa quý vị và các bạn, để các chính sách về môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2020 thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia bảo vệ môi trường với nhiều mô hình sống xanh, nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực. Sau một thời gian được chính quyền địa phương liên tục tuyên truyền về việc phân loại rác thải tại nguồn, bà con tại các khu dân cư tổ dân phố cũng đã dần ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này và tự giác thực hiện. Tuy nhiên công tác thu gom vẫn còn nhiều trở ngại. Vì vậy, theo các chuyên gia, trong lần thí điểm sắp tới, việc đầu tiên để thúc đẩy người dân hành động là cần phải có sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng thu gom. Đồng bộ với cả một cái hệ thống hạ tầng tiếp theo, đó là rác sau phân loại phải được đưa đến, được vận chuyển bằng những cái phương tiện riêng dùng cho cái loại rác đã phân loại ấy và phải đến nơi mà có trách nhiệm. Nhiều mô hình sống xanh đạt hiệu quả cao được triển khai từ nhiều năm nay trên địa bàn thành phố như phân loại rác thải tại hộ gia đình, đường xanh hè phố sạch, mỗi hố rác một cây xanh, thùng rác môi trường. Riêng tại các tuyến đường ven biển, khu di tích lịch sử, công viên, khu chung cư, trường học, có đông du khách người dân qua lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức lắp đặt thùng thu gom rác thải nhựa nhằm phục vụ việc thu gom rác thải và bảo vệ cảnh quan môi trường. Chị em cũng hưởng ứng liền và cũng hợp với nhau và bàn tuyên truyền về cho chị em, thống nhất vận động chị em là đừng có những cái mảnh lồn, còn mấy chị nào cho thì bạn em cũng lấy, mà còn không cho thì cũng được thôi. Chứ còn thì đến nay thì quỹ của chị hội đã ra về trên 20 triệu đồng. Thành phố Đà Nẵng là thành phố nhiều cái danh hiệu nổi bật về công tác môi trường, có cái sự nỗ lực vào cuộc của cả một hệ thống chính trị. Và xuất phát từ cái điều đó mà năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chọn cái chủ đề giám sát là phân loại chất thải rắn tại nguồn để tiến hành giám sát đối với một số cái địa phương. Từ những hành động nhỏ, đơn giản của hội viên phụ nữ sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, để việc sống xanh không chỉ là một khẩu hiệu, mà đó là một hành động cụ thể, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh, sạch đẹp.